Đám hỏi của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn diễn ra ngày 16 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dàn phù dâu nhà gái hội tụ toàn những người đẹp nổi tiếng Vbiz như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Thùy Anh, Võ Hoàng Yến, Minh Tú. Diễm My cùng dàn phù dâu mặc áo dài trắng đơn giản, trang nhã. Đây là buổi lễ riêng tư nên chỉ có hai bên gia đình và bạn bè thân thiết góp mặt. Luôn là nhân vật được chú ý nhất mỗi lần xuất hiện, Ninh Dương Lan Ngọc dù chỉ diện đồng phục nhã nhặn, nhẹ nhàng nhưng người hâm mộ vẫn phải liên tục khen nức nở vì quá xinh đẹp. Khoảng 9 giờ, nhà trai có mặt mang 9 mâm lễ vật đến hỏi cưới. Dàn phù rể gồm bạn thân của cô dâu, chú rể như nhiếp ảnh gia Thiên Minh, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Để không khí thêm vui nhộn, của Diễm My 9X và thử thách đàn trai ăn thanh long không dùng tay và trả lời một số câu hỏi. Trên mạng xã hội đang dần dần khoảnh khắc Lan Ngọc đút thanh long cho một chàng trai trong thử thách lột vỏ thanh long mà nhà gái thử thách để rước dâu. Đoạn clip cho thấy sự tương tác dễ thương của nàng ngọc nữ và chàng trai lạ kia. Lan Ngọc cười rất tươi khi hợp tác cùng chàng phù rể trong thử thách này. Đặc biệt, khi chứng kiến được màn tương tác của cả hai, cộng đồng mạng đã ráo riết tìm in tư của chàng trai này. Thậm chí còn có nhiều người tỏ ý muốn lên thuyền ngay lập tức. Chỉ một lúc sau, các thám tử mạng cũng đã truy lùng được thông tin của chàng trai này. Được biết, anh chàng tên là Tim Phạm, là bạn của vợ chồng Diễm My 9X và Vinh Nguyễn. Đồng thời, anh cũng là anh trai ruột của giám đốc sáng tạo Ben Phạm. Tuy nhiên vì anh chàng không làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên các hình ảnh cá nhân của anh cũng khó để tìm thấy. Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục phủ sóng khi là nữ nghệ sĩ chăm chỉ đi đám cưới đồng nghiệp, đồng thời đang góp mặt tại một chương trình truyền hình thực tế. Lan Ngọc không chỉ được khán giả trong nước quan tâm mà còn đặc biệt nhận được sự chú ý từ khán giả Trung Quốc đại lục. Theo Lan Ngọc, ban đầu cô khá tự ti khi nhận lời mời tham gia chương trình. Lý do là cô xuất thân diễn viên nên hát hò là một hạn chế. Tuy nhiên, Lan Ngọc vẫn quyết định góp mặt. Nữ diễn viên tâm sự cô từng tham gia cuộc thi nhảy nên lần này muốn trở lại sân khấu để được biến hóa đa dạng hơn và thử thách bản thân. Sau các vòng thi, Lan Ngọc liên tục tạo được dấu ấn sâu đậm với khán giả khi liên tục có những màn trình diễn thu hút. Biết lợi thế của mình ở vũ đạo, Lan Ngọc đã tận dụng để khai thác triệt để. Cộng thêm việc sở hữu ngoại hình xinh đẹp với gương mặt cuốn hút cùng thân hình chuẩn, Lan Ngọc ghi điểm tuyệt đối trong các phần trình diễn của mình. Khi tham gia chương trình, Lan Ngọc có cơ hội được làm việc cùng nhiều nghệ sĩ thực lực. Vậy nên, nữ diễn viên cũng chẳng ngại trau dồi kỹ năng thanh nhạc để trở nên tự tin hơn. Tập phát sóng vừa qua, Ngọc Nữ thậm chí đã có màn bắn giáp tiếng Tây Ban Nha khiến fan cực kỳ ấn tượng. Từ trước đến nay, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn thường được khán giả yêu mến nhờ sở hữu nhan sắc và tài năng nổi bật. Không những thế, cô luôn nỗ lực theo đuổi hành trình của mình một cách nghiêm túc. Thông qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, Lan Ngọc trở thành một gương mặt không bao giờ chìm trong mắt khán giả Việt Nam. Không những phim ảnh mà Lan Ngọc còn chăm chỉ tham gia các show tạp kỹ, show truyền hình. Với tính cách hài hước, duyên dáng và tinh thần lan xả cùng đầu óc nhạy bén, thông minh, nữ diễn viên luôn nhận được sự yêu quý từ khán giả và đồng nghiệp.